chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người. Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất. Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó. Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì. Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống. Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân. Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào. Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt. Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại. Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác. Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ. Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể. Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa. Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn. Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào, rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế. Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên. Hãy hiểu rằng, có những người yêu bạn tha thiết, nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có. Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng. Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Hãy vui khi thấy rằng càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận. Chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn. Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên ngay cả khi hai người sống cách xa nhau. Và tình yêu thật sự cũng như vậy. Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời. Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng. Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn. Vì vậy, hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người. Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là tha thứ.
Được người khác tha thứ là chưa đủ. Đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình. Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại. Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết. Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn. Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khắc nghiệt của cuộc sống. Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng. Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống. Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình. Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng. Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau. Những bạn khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng. Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn. Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng. Tác phẩm Hạt giống tâm hồn 7, những câu chuyện cuộc sống, nhiều tác giả, First News tổng hợp và thực hiện, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các dòng đọc: Ái Hòa, Minh Trung và Tuấn Anh.